như ta. Khúc đầu vô nghe cũng mượt cứt, tới cái cục đó nghe cũng thì sai sai. Nói tới cái cục vàng vàng đó là khó đi lắm. Bữa hổm tao hên lắm mới qua. Ấy cái đồ á, đồ ở trong đây làm đi xong là lấy cái tiền đó mua được hả? Được, được. Không thôi lên cấp lại cho. Ừ. Bỏ tiền nó mua game chứ đâu. Bắt nạp tới Battle Pass nữa hả? Ui, tuột rồi kìa. Thằng nào out rồi. Có nạp DLC á. À cái DLC nó mua đó hả? Ừ, mắc hơn mấy chục phải. Ừ, mấy chục á. Em mày có được cái gọi là cái gì ta? Cái bịch là khoai tây chiên, lon nước ngọt. À. Ê, cái map này tao biết nè, cái vòng tròn đúng không? Ừ. Easy. Khó là khó cuối thôi. Đúng rồi, khó cái khúc mà ba cái ba cái này nè, cuối nè. Chỉ rồi. Này tao có sáng tao có chơi thử dáng rồi. Từ từ. À tao thấy mày đứng kế bên tao nè. Úi. Được mà đông, ôi đông quá. Qua rồi. Ôi. Lãng ui. À, rồi. Ô, cạc rồi. Ừ, không sao lên được rồi, tao sau lưng mày Thảo ơi. Đánh lên. Ui. Tao bị xuống cái này rồi. Rồi tao bị lăn xuống rồi. Má. Không sao. Lên. Tao ngay sau lưng luôn. Ok. Đồ lẹ. Ây da. Qua rồi. Một khúc cuối bị trái banh đè hết hồn, tưởng hết giờ luôn chứ. Qua được. Hoang lộn rồi. Vô ngay chỗ không đi được rồi. Quá chán thiệt. Đâm đầu vô ngay cửa không đi được. Ờ, bên đây. Ừ. Tao tấp đầu rồi. Được, yên tâm. À, bên đây. Ây da. Quýnh lộn. Mày. Lẹ. Chạy ơi. Tao về. Má có mấy cái map ùa về nhanh tới mức mà tao nói gì vậy? À né trái cây. À trái cây lăn nè. Này căng ấy. Ở giữa có khúc gỗ nha, né khúc giữa ra. Đi hai bên hả? Ừ đi hai bên. Ôi mình bắt đầu rồi, bắt đầu. Ngay khúc gỗ kìa. Ôi da. Ôi trời mượt quá. Ôi chết mẹ, bị cái chú nó đè rồi. Nhảy lên được, không sao. Chết mẹ, tao đi khúc giữa rồi. Chết rồi, ấy da, không được. Chạy, đừng. Nhanh lên, đừng. Ôi dâu. Ây da, thôi thua rồi Thảo ơi, tao bị đè quá, mấy khúc cuối tao bị đè quá. Ây da. Tao cũng vậy nè, chắc thua rồi quá. Rồi thua rồi. Mẹ căng rồi.
map gì lâu thế? Iyanenoppa, Iyanenoppa. Kè đẩy Thái vô Honga rồi kìa. Ôi, lâu thế. Đang sợ ra chắc. Ô. Tao cũng ả mày luôn, sao chơi cái này hoài. Đấy. Vô 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 Thái ơi. Cái đầu không nhớ nổi mà chơi cái này sao chơi. Anh Thái đâu, anh Thảo ơi. Không phải đàn em hả? Em chứ không phải Thái đâu. Chuối. Cam, cam chuối. Rồi tao nhớ chuối nha. Cam là chỗ tao nha. Chỗ mày xa lắc tao à. Thôi đỡ rồi, để lại lại gần mày. Chẳng kìa. Đắp vào xanh. Chẳng thật đúng không? Cam, chỗ tao, chỗ tao, chỗ tao. Qua mày rồi, ok. Ok, ok. Ok, đẹp. Có đẩy coi, đẩy này. Chuối, cam, nho. Dưa hấu, nho. Dưa hấu, nho, tao nhớ dưa hấu, nho, đào nữa ha, là cái gì đó. Thấy đào, anh đeo đỏ đỏ. Ê, nó đẩy tao kìa, con chó này. Rớt mẹ rồi. Cái lùn gì vậy? Nó đẩy tao rớt rồi. Ủa, đẩy rớt chết luôn hả? Ừ. Vãi lồn kỳ vậy. Chơi game gì được, chưa vô trận chết rồi. Chưa vô trận mà cho đang, chết luôn. Tao đang nhìn chuối nho. Sao mày? Chuối nho. Chuối nho đào dưa hấu rồi, ok đứng đây đẹp nè. Ráng lên gì ơi. Vô 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 rồi chết hết. Ê. Ui, chưa xong nữa hả? Chết ráo luôn mà. Ờ, qua 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 qua. Tưởng tượng chưa ha. Tao đầu nhớ liền. Chết còn 5 thằng luôn. Được. Vô 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 chung kết, chung kết. Chết đi tao. 5 thằng, 5 thằng. Ui 5 thằng là vô chung kết chơi gì ta? Mình tự mình chơi cũng được nhưng mà hả? Ô, cái này chơi nào? Cái này là cái gì vậy? Giật đuôi, giật đuôi, giật đuôi. Giật đuôi hả? À? Phải giật đuôi không? Giật đuôi, giật đuôi. Mày giật đuôi thì... chạy đi. Tao đâu? Mày đang giữ đuôi á. Tao đâu? Đuôi tao chưa thấy tao nữa. Đuôi đâu, đuôi, đuôi đâu có. Đuôi lại là cái này đó. Vậy là khác giống mày rồi. Con sói giữ đuôi, một con sói giữ đuôi. Năm lúc ship á. Ship á là, ship là, ship là để giữ. Mời mày, mày gì đó? Ủa, đưa đây đu, mang đưa đu tao. Mày. Em bấm nút cách là nó vô game nè. Là nó nắm nè, nó nắm. Ê, thằng đâu đây nó mất đuôi rồi. Cái gì vậy? À lại gần, bấm ship là nó nắm, đó vậy nè. Thôi thôi thôi, chết rồi, cái thằng cầm đuôi đâu rồi? À, cái thằng cầm đuôi nó đứng trên đó rồi. Mày, mày chết đi tao con à. Nắm không được chạy, lắc qua lắc lại. Có một cái đuôi hả? Ừ, một cái đuôi à, lẹ đi. Nó ăn lồn rồi. Ừ, đúng rồi, rớt xuống. Chết mẹ mày với tao. Mẹ. À ha, ha. Ô, mày đâu đây? Đúng rồi, mày. Mẹ, 28 giây. Ủa, cái thằng này. Thằng nào leo lên, dí nó xuống đi. Chơi đẩy. Dí nó. Mày chết mà, mày đi tao. Mẹ. Nhất thằng chó lao lại nó luôn. Đã vậy còn chèn nữa, mấy thằng chó này ngu như cái con bò vậy. Ba cái vụ mẹ. Đã vậy còn chèn nữa, cái đuôi nó lấy đi mất mẹ rồi. Chèn cái lồn nè. Ôi. Thằng ngu nè con. Cây vải. Má, nó nghe thấy 90 mà luôn. Ờ, nó bị giật đúng không? Ừ. Vô Thái ơi, xong chưa? Ra mày đây, mày đây. Đây, 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 từ từ, để ra. Tức thiệt. Cái đuôi nằm trước mặt rồi nè. Rồi. Rồi, đâu mời rồi đó. Rồi, đang vô. Đang vô bạn ơi. Ok bạn ơi. Hai. Bây giờ là chân chơi nha, phải tao nha. Ok ok.
ta chỉ là người gọi là hả, nói thôi. Rồi, vô. Từ từ. Cái trò này nó không cho tao làm quen cho nó luôn á. Má hồi trưa này má cái tụi team YouTube qua mượn máy tao chơi được không á? 12 giờ trưa mà nó hét nguyên phòng á, bị chửi. Vừa lắm. 5-7 thằng lâu vậy. Ừ nó bị vậy á, nó cứ vô tới 5 mấy thằng nó bị đứng. Chờ không, chút. Má này bị ghiền á ba, má đúng ghiền luôn á. Chơi bị cuốn á, chơi cuốn lắm luôn á. Si show. Bật bên. Bật bên, này đi được. Đi sao? Cứ đi tới cuối thôi nhưng mà đừng rớt là được. Nó cứ bập bên qua lại á, cẩn thận. Bập bên hả? Ô đi đâu? Nghe lời tao Duy, đừng đi. Ok. Chờ rồi. Chạy qua bên mày nè Hảo. Chờ đi, tụi nó ngu lắm, từ từ. Đợi tụi nó hết rồi, đi. Tụt quá trời tụt luôn. Qua nè. Rồi. Nhảy lên cao. Đút. Gồng lại. Mấy thằng đỉ này. Úi giời. Ngon. Hay. Anh em nhảy lên rồi xong nhấn control cho nó đứng thêm cái nữa hiểu không? Qua xanh đúng rồi gì? Hay lắm. Từ từ chờ lại đi lên cao rồi đó nè, chuẩn bị nè, muốn qua hồng nè đó. Qua luôn. Qua rồi. Nè đi bên này. Hãy giá. Bên này. Từ nha. Quá vàng. Quá hồng luôn rồi. Chưa. Thằng chó cái con bồ câu này nó còn níu tao lại nữa. Chạy lên. Qua rồi. Giữa nè. Qua đây. Rồi về rồi. Đâu, qua chiến thuật không? Nhảy. Nắm bồ câu lại. Ôi trời, mình thấy hai thằng sói sợ. Nắm lại. Tụi nó lại. Kìa kìa. Bạn mình còn tút lút được kia, nắm lại. Đóng cho nó về, nắm lại. Má cái này có một mình tao à, bập bên quá à. Lỡ vô luôn. Cuộc đời đúng bập bên luôn. Tao đang dùng hết sức bình sinh tao chạy nè. À đây. Đi lên thằng ngu này, đừng có xuống đây nữa. Má nó ngu ghê luôn vậy. Thấy mình đang đứng chỗ này, tao ráng nó nhảy lên nữa. Thấy giờ chưa? Chưa, đang chạy nè. 1572 đúng không? Đúng rồi, qua hồng rồi thấy. Lẹ. Okay. Đang qua. Chết một, lại lên. Chưa. Không kịp, đủ người à, rồi. Cày thế nhờ. Cái thằng đó nó nhảy lên trước một thua một thằng. Thua đúng một thằng. Cây nhờ. Sao tao đang cố gắng cân bằng nó lại, cái xong cái thằng ông nội kia nó nhảy lên ngay cái chỗ tao đứng luôn, cho nó bập qua luôn, nó ngu ghê luôn kìa. Cây thật sự. Hồi nãy mày đi chung tao với lại Duy là sống rồi. Đi không được, bị cản nữa. À. Duy là coi như là theo sát nút tao luôn á. Cái này, đúng rồi, cái này. Tội nữa. Trời ơi. Tao ghét cái này quá luôn á, thiệt luôn. Để tao nhớ phụ cho. Đây mình phải ráng nhớ thôi chứ sao giờ. Có thể nào mà kiểu như lock map không kiểu? không chơi mấy cái map này được không? Cái đầu không nhớ nổi rồi. Không, hồi nãy mày nhờ cái map này mà mày lại còn có mấy thằng nhớ không? Hên thôi, biết đâu được. Cherry cam.
cherry táo với cherry táo, cherry táo. Hay là cái cam của Thảo á. Táo 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 táo. Mấy map này dễ mà, mấy map đầu dễ. Chuối cam. Cam cherry chuối. Chuối cam. Cherry. Một trái táo nữa phải. Cái chuối. Chuối giữa này, chuối giữa, chuối giữa, chuối giữa. Vô rồi. Mấy thằng kia vậy mày vẫn nhảy kịp. Cái này là gì? Cam, cherry, chuối, táo, cam, cherry, chuối, táo, nho nữa, bãi đái, dưa hấu nữa. Ở đâu vậy? Ủa táo đâu? Táo. Thấy chỗ nào đông đông thì bu lại. Rồi đông đông. Thảo lên bài. Tao cũng không nhớ nữa, tao thấy đại. Cái chỗ tao nó không có táo. Cái chỗ tao nhớ chỉ được 4 trái à. Ok, vô. Rớt à. Vô, được, vô ván cuối nè. Chưa, còn đông đúng không? Còn đông lắm. Như vậy nó em khí trong bụng nhiều quá không nên. Rồi đủ nữa, cái này nữa, trái cây lăn. Trái cây lăn. Em bịt lỗ tai rồi. Trái cây tô. Phú gai. Trái cây tô, trái cây tô. Đây. Bạn tôi đâu rồi? À đây. Ôi nhức lên. Trời ơi. Em lên. Đang bút xuyên linh. Né, né được. Yên tâm bạn. Mua dẻo. Ui, còn tập trung lắm. Trên cái trái đó. Quả dẻo lắm. Quả dẻo qua rồi. Về nhất luôn. Quả dẻo về nhất nha. Ngon. Ôi, mướt ma liền. Thôi trời, thấy này tội quá nè. Ôi, nhìn thấy trái cây đè ác thật. Hàng 9283 này, trái cây đè nó quá trời luôn, nhìn tội quá. Ôi, nó bất lực rồi, xong rồi. Bất lực rồi. Ok. À, quả déo về nhất luôn. Được. Thằng kia có cho mang này 2 team rồi. 2 team rồi đó, 2 team đủ rồi đó. Tao khoái chọn đá banh nè, tao khoái đá banh nè, chứ còn này chơi mấy cái khác cũng thường. Có chia 2 team đá banh đi, là đẹp. Chia 2 team đá banh là đẹp. Má hôm qua tao thủ môn, hơi bị cứng luôn. Đây. Được. Được. Đúng y tàu. Hết mặt cạch con nhau gì? Biết. Team nào đây ta? À, team vàng, được. Má nhìn đấy kìa, nhìn chán à. Vô. Lên bạn tôi ơi. Ôi, vô trái ơi. Vô, không. Ghi bàn, một trái. Một quề luôn hả? Quề, nó cũng ghi bàn trái mà, có hai trái được mà. Vô cái nữa kìa. Hay. Đẩy ở đây bạn ơi. Kìa. Một mình mày á. Hai thằng. Cầu thủ Leonel Messi nói. Trời ơi. Vụ gì chứ ghi bàn dễ. Đơn giản. Đẩy bạn ơi, đẩy qua. Đúng rồi, đẩy tôi. Leonel Messi. Thằng kia nó bay nó chụp mày lại kìa. Đẩy qua đây bạn ơi, đúng rồi, đẩy qua đây. Đẩy tôi, tiền đạo. Tiền đạo cắm. Kê.
cái bánh truyền kìa, lựu đạn lựu đạn mé sói. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, vô luôn rồi kìa, bên vô bên mình trái nữa rồi, 3-4 rồi kìa. Đừng vô. Hút, hút. Ok, được, 5-5-3-5-3. Bánh đâu, bánh đâu, bơm lên bạn ơi, bơm lên. Bơm. Đó, 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 bơm mày này kìa. Đúng rồi, hai trái luôn. Thằng xanh này lắm. Giải vô luôn. Hút nữa, hút nữa. Ê, ê, tí mày, tí mày, tí mày, tí mày, đẩy ra. Biết, biết, tao đang đẩy ra mà. Được. Mày giống thằng đó hát quá rồi gì. Cái thằng đó sao nó bay ác vậy ta? Nó bay liên tục luôn á. Níu, níu. Ôi cứ kìa, thằng đó nó hát rồi. Đúng không, em thấy đá cho banh thấy ảo lắm luôn. Ây da, đục hụt rồi. Không, nhưng mà loại đi, loại được rồi. Loại hát rồi, loại hát chết mẹ mày đi. Thằng hát. Chơi game mà hát. Chơi game hát. Hát nè, hát nè, hát nè. Hát đi, hát nữa đi. Mời ơi mời. Vô đó kìa, vô đó. Hát nhìn bất lực quá. Thằng đó là con gà hay con gì hết ta? Kè, nó đứng nè, xương động á. À, nó bất lực rồi, nó bất lực rồi. Xong rồi, mày hát hả? Hát đi. Mẹ em nhìn đá trái banh, thấy tự nhiên đang nó đang đi, đá sút phập, văng vô lưới luôn, ghê thiệt. Đó, hai con xương rồng á, không biết con nào thôi. Kè, chung kết. Top 1, trời ơi, top 1 rồi, top 1 rồi. À không, mà không, không, không top 1 nha. Không có top 1 nha các bạn. Final. Gì đây? Trời ơi, mà sao tao mệt cái này quá, trời cái cuộc đời tao nó không thoát khỏi cái này được. Tự nhiên cái đèn người ta ra mắt người ta cũng đã. Đã chịu lắm. Mà, cái, có cái thể nào mà cho nó chơi theo kiểu mà nó kỹ năng chút xíu. Có. Đúng, cái này mà chơi. Cái 4 tầng hôm qua tao chơi là kỹ năng. Mình chơi cái này không có kỹ năng gì hết, đụng hên xui vậy đấy. Ráng làm gì rồi, ráng làm gì rồi. Ráng gì đâu. Chắc nó xúc thêm cái màu xanh nữa. Xúc thêm hai cái màu xanh nữa mẹ. Đừng đứng chỗ màu xanh nha. Níu, níu, con mẹ mày. Phải níu. Níu là. Ok. Khu mình rồi đó. Nhảy lên Duy, lựu đạn. Ê. Nhảy lên. Được. Okay, à, được, chết bớt rồi. Nhảy lên. Ê, miếng nó rớt. Mẹ, rồi dây giờ sao? Rớt bớt rồi kìa. Rồi dây giờ sao? Giờ thằng nào đứng trên đây là thằng đối thắng thôi. Ráng lên. Đừng để cho tụi nó đẩy mình. Right. Yeah. Yes. Tao thằng rớt chót. Rớt chót. Ok. Thằng nó còn níu lại được cái cây. Yes. À, top 1 đầu đời. Top 1 đầu đời. Hình như mày được tặng con gà á. Coi thử rồi. Coi phải không? Ờ để coi thử rồi. Yes. À, biết rồi, coi rồi. Được tặng con gà không? Có được tặng không? Tao lên cấp được nhiều đồ lắm mà tao chưa thấy con gà đâu, để tao vô đồ, túi đồ coi. Tao sẽ để con này cho nó, nhìn cho nó ngầu. Không có con gà con đâu gà. Ê, tao muốn két được rồi nè. Ý, muốn két. Cấp tao mới cấp 1 và cấp 2 mới được 5k này. 5k này thì mới đi mua đồ được. 5k đó mới đi mua được cái gì ta? Mua được cái quần nè. Vậy là à, cái đuôi gà. Cái đuôi gà nè. Sẵn sàng nè mọi người ơi. Từ để coi cái... Coi đồ. À, tao mua được trái tomato nè. À, được một top 1 lấy cái dương miệng á. Ờ... cái dương miệng mua được. Cái tomato hả? Tomato nhìn xấu à. Hai cái là mua được cái quần. Mua cái tomato quần á. Ngại gì không chơi, xúc luôn.
buôn chạc luôn, đúng rồi. Mua cái mua Tamato quần luôn. Hai cái luôn. Ôi, ngầu luôn, ngầu liền, ngầu liền. Ngầu liền, ngầu liền. Phải ngầu thôi. Đâu nhờ? Thấy táo đâu rồi? Ồ. Tamato quần. Được, được, được.